Gia Bảo ngoan nhé, không khóc nữa. Không khóc nữa nhé Gia Bảo. Không khóc nữa, bà nội bế nha. Bà nhìn thằng bé này sao mà khóc thành ra thế này rồi. Tố Lan à, con cho thằng bé ăn sữa chưa? Vừa mới ăn rồi mà. Mẹ để con bé đi. Con còn chưa khỏe lại sao mà bế được chứ. Phu nhân, trước khi tiểu thiếu gia đều là Quách Mama và Đường cô nương chăm sóc. Hiện giờ Quách Mama không còn, hay là chúng ta mời Đường cô nương tới thử xem sao? Đúng thế, sao Đậu Đậu không theo qua đây vậy? Ngoan nào, Đại Đại, Lão Gia, Đậu Đậu đâu? Đại thiếu gia đuổi cô ấy đi mất rồi. Vì sao thế? Còn có thể vì sao? Nó cả ngày bám lấy Bách Nam không tha. Đặt tử mật ở đâu vậy? Đi cũng tốt. Trong nhà được yên tĩnh. Nào nào, ta bế nào. Em bé ngoan nào. Gia Bảo, khóc to hơn đi. To hơn nào. Dì Đậu Đậu có được về hay không? Dựa hết cả vào con đấy, con khóc đi. Khóc đi, khóc đi. Đại Đại, người mau xem Đậu Đậu đã đi xa chưa. Chưa đi xa thì mời nó quay lại đi. Gia Bảo còn tiếp tục khóc thế này, sớm muộn cũng khóc ra bệnh mất. Con ở đây. Cứu tinh, Gia Bảo ngoan nào, không khóc nữa. Không khóc nào. Không khóc nha, Gia Bảo ngoan. Dì Đậu Đậu về rồi đây. Các người nhìn đi, thằng bé được Đậu Đậu bế, quả nhiên không khóc nữa rồi. Đậu Đậu, con rốt cuộc là dùng cách gì khiến cho thằng bé thích con như vậy chứ? Cha, thường ngày mẹ con thường xuyên dỗ con như thế này. Trước kia lúc con còn nhỏ, cha con cũng thường xuyên không ở nhà. Mẹ của con làm mặt quỷ thế này là con không khóc nữa. Có đúng không tiểu Gia Bảo? Xem ra vẫn là con có cách. Thằng bé quả nhiên có duyên với con. Cha mẹ, để Đậu Đậu ở lại đi. Để Đậu Đậu chăm sóc cho Gia Bảo có được không? Được. Tiểu Gia Bảo, con giỏi quá đi. Lão Gia, chàng thật sự không nên đồng ý với Tố Lan để Đậu Đậu ở lại. Tố Lan từ sau khi sinh nở, cả con người trở nên buồn bã không vui. Bách Kỳ thì bận công việc, không có thời gian về nhà bên nó. Hiện giờ có Đậu Đậu ở bên, nó còn vui vẻ được chứ. Nàng cũng nhìn thấy rồi, thằng bé Gia Bảo ai bế cũng không có tác dụng. Chỉ có nó vừa bế thì lập tức không khóc nữa. Còn nói nữa, loại phụ nữ nông thôn như Đậu Đậu, cách dỗ trẻ con sao có thể dùng để dỗ Gia Bảo được. Ta thì thấy không sao hết. Đậu Đậu chẳng phải cũng lớn lên như vậy sao? Hiện giờ chẳng phải nó cũng hoạt bát tinh nghịch vậy sao? Lão Gia, để nào cha không nghĩ cho Bách Nam và Tử Mật sao? Nếu như Đậu Đậu biết hai đứa nó sắp thành thân, với tính cách của nó sao có thể chịu để yên? Chuyện này đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng mà giấy chung quy cũng không gói được lửa. Hơn nữa, cha, mẹ. Bách Nam à, sao chỉ có một mình con vậy? Tử Mật đâu? Tử Mật có chút không khỏe, con vừa đưa nàng về phòng rồi. Con bé này cũng đáng thương, trong chốc lát mất hết người thân. Bên cạnh Tử Mật không có ai chăm sóc. Bách Nam, con phải để tâm vào. Ta vừa bảo nhà bếp làm đồ ăn đêm, con đưa tới cho Tử Mật đi. Vâng, giờ con đi đây. Lão Gia, hôn sự giữa Bách Nam và Tử Mật có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu. Chờ gián đã đóng thuyền rồi, cho dù Đậu Đậu làm loạn cũng không làm được gì. Loại chuyện này có thể giấu được sao? Đậu Đậu ở Lẫy Thẩm gia trang sớm muộn cũng thành tai họa. Lão phu nhân bình an về tới nhà chưa? Chủ nhân, nói, lão phu nhân. A Đồ, mẹ ta làm sao? Mau nói đi. A Đồ, lão phu nhân bị hại rồi. Chủ nhân, hãy bớt đau buồn. Lão phu nhân trên đường về Thẩm Gia Trang bị người sát hại. Đồ khốn nhà ngươi, chẳng phải ta kêu ngươi bảo vệ tốt cho mẹ của ta sao? Sao lại để cho người bị hại rồi?
Tiểu Nhân đáng chết, Tiểu Nhân thực sự đáng chết. Hung thủ đâu? Có bắt được hung thủ chưa? Ta phải băm dặm hắn thành dạng bảnh. Ta phải dùng máu của hắn tế bái mẹ của ta. Tiểu Nhân yên tâm đi, Tiểu Nhân nhất định sẽ bắt được hung thủ. Mẹ, hại Nhi bất hiếu, hại Nhi nên sớm đón người về nhà để người được hưởng phúc. Đều tại con, nghĩ sai hỏng bét rồi. Hại người gặp bất trắc là con không tốt, tại con không tốt. Hại Nhi có chết dạng lần cũng không đủ. Hại Nhi có lỗi với người. Chủ nhân, tứ mật cô nương tới rồi. A Đồ, bảo cô ta vào trong đi. Dân ạ. Ta đã theo yêu cầu của ông, mùng 3 tháng sau thành thân với Thẩm Bách Nam. Sau thành hôn, ta sẽ cùng y về nhà cũ ở Giang Nam Tế Tổ. Đến lúc đó, ta cũng sẽ tìm thấy hợp sắc ông cần. Nhưng cô nương làm việc quyết đoán dứt khoát, ta không nhìn nhầm cô. Nói ít mấy lời nhảm đi. Sau khi lấy được hợp sắc, ta làm sao tìm được ông đây? Điểm này cô cứ yên tâm đi. Chỉ cần cô tìm được hợp sắc, ắt sẽ có người liên lạc với cô. Được, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Người ta muốn đối phó chỉ có một mình Thẩm Tố Quan. Ta không mong làm hại tới những người vô tội khác. Lòng nhân từ của đàn bà, cô đã quên mẹ và đệ đệ của cô chết như thế nào hay sao? Nếu như ta cũng lạm sát vô tội, thế thì có gì khác biệt với lũ cầm thú các người? Cha, đây là ghi chép buôn bán sau khi con tiếp nhận vàng bảo trai. Tốt lắm. Sổ sách rõ ràng, trật tự ngay ngắn. Bách Kỳ, con làm tốt đấy. Vàng bảo trai chúng ta thực sự là sau này có người kế nghiệp rồi. Cha, người cứ yên tâm đi. Hãy như nhất định không phụ lại sự kỳ vọng của người. Sao lại có khoản lớn thế này nhập sổ sách vậy? Để con xem. Cha, người thực sự là quý nhân hay quên? Khoản này là tiền cọc của ông chủ Tô trả trước cho dạng bảo trai. Quá ra là như vậy. Không ngờ rằng ông chủ Tô và người Đông Dương còn có qua lại làm ăn với nhau. À đúng rồi, họ đã đặt đơn gì với chúng ta vậy? Cha, người xem, đều viết ở đây hết. Thế này à? Thế này có thể so với buôn bán nửa năm qua của dạng bảo trai chúng ta đấy. Cho nên cha, để thận trọng, con quyết định tự mình áp tải hàng đi Hàng Châu, đàm phán với người mua, xem sau này còn có việc làm ăn gì. Có thể hợp tác. Không ổn lắm đâu. Tố Lan vừa mới sinh con xong, nó cần con chăm sóc. Hay là thế này đi, ta bảo đại ca con đi một chuyến. Mặc dù bệnh nó vừa mới khỏi, nhưng mà tính cách nó thành thục thận trọng, là có Tử Mật ở bên, ta khá yên tâm. Cha, ông chủ tôi là để mặt con mới giao dù làm ăn này cho dạng bảo trai chúng ta làm. Nếu như con không đi, sẽ thấy chúng ta không có thành ý. Mà hơn nữa, Tố Lan chẳng phải có mẹ và Đậu Đậu chăm sóc hay sao? Một người đàn ông như con cũng không làm được gì. Cha, con thấy vẫn là để con đi đi. Vậy cũng được, nếu con đã nói thế thì theo ý của con đi. Cảm ơn cha. Thế mấy ngày này con chuẩn bị chút rồi xuất phát luôn. Không cần vội đâu. Chờ sau khi hôn sự của đại ca con làm xong, các con cùng nhau đi. Trên đường, hai huynh đệ con cũng phối hợp với nhau. Nghe thấy chưa? Bách Kỳ, dành ra thời gian quay về thăm Tố Lan đi. Mặc dù nó không cần con chăm sóc, nhưng mà con thân là chồng, là cha người ta, đừng có quên trách nhiệm của mình chứ. Biết chưa? Dạ, con biết rồi. Đại đại, ngươi phải cẩn thận đấy. Bây giờ Tố Lan cơ thể yếu, không được để muội ấy ngã đâu. Dạ biết rồi. Còn cả cô đấy, cô đang bế trong lòng chính là thiên kim tiểu thiếu gia đấy. Nếu mà để rơi tiểu thiếu gia,
Ngươi ý gì đấy hả? Hay là thế này đi, hai ta đổi cho nhau. Ngươi bế Gia Bảo, để ta dìu Tố Lan. Tới đây. Nào. Ngươi xem kìa, Tiểu Gia Bảo của chúng ta chỉ nhận ta, không nhận ngươi. Có phải không, Tiểu Gia Bảo? Không khóc nha. Vị thiếu phu nhân, rõ ràng là ta còn chưa chạm vào tiểu thiếu gia. Người thấy rồi đúng không? Chắc chắn là đừng đậu đậu dở trò. Người xem, Tố Lan, mụi cười rồi. Cuối cùng ta cũng thấy mụi cười rồi. Ta đã nói mà, mụi nên ra ngoài phơi nắng, giải tỏa tâm trạng. Nếu không thì cứ ở trong phòng sắp thành bệnh luôn đó. Đúng rồi, thật sự là đã rất lâu không ra ngoài rồi. Hôm nay ánh nắng đẹp như thế này, được ánh nắng chiếu vào, ta cảm thấy cả con người đều trở nên ấm áp. Đại đại, mau rót cốc trà cho nhị thiếu phu nhân đi. Nhân ạ, ta nói với bụi này, trà mật hoa quế này là ta tự tay hái hoa quế đấy, có thêm vào mật ong, ngon lắm đó. Ngon lắm. Ngươi uống rồi hay sao? Ta thử chút xíu thôi mà. Đậu đậu, thật sự rất ngon. Cảm ơn tỷ. Tố Lan, người nên nói cảm ơn là ta mới đúng chứ. Mỗi một người ở đây đều muốn đuổi ta đi, chỉ có muội chịu nói giúp ta, bảo ta ở lại. Ta không có mà. Oan cho ta quá. Ta chưa từng nghĩ tới đuổi cô đi. Chính là phu nhân, người nói nếu ta quá gần gũi cô thì người sẽ... Không đúng, đuổi đi trước. Ta... Người bớt giả vờ đáng thương ở đây đi. Người có Đinh Gia Gia, sao họ có thể đuổi người đi được? Uổng cho người có cái đầu to thế này, cũng không động não mà nghĩ. Ngốc quá đi. Được rồi đậu đậu, tỷ đừng trách đại đại nữa. Tỷ tấm lòng lương thiện, hơn nữa lại thích giúp đỡ người khác. Ta tin rằng thiện có thiện báo, ông trời nhất định sẽ không bạc đãi tỷ đâu. Thiện báo. Nhưng mà hiện giờ Thẩm Bách Nam cứ không chịu nhận ta. Thôi bỏ đi, không nhắc cái này nữa. Bây giờ đối với ta mà nói, Tiểu Gia Bảo mới là quan trọng nhất. Vì đậu đậu yêu con lắm lắm luôn đó. Cười một cái nha. Mụi xem, thật sự cười rồi. Các người xem, con ngoan quá. Cô bảo nó hát một bài đi. Bây giờ nó biết hát hay sao? Bách Nam, chẳng phải chàng muốn ra ngoài đi lại hay sao? Còn đi nữa không? Đi thôi. Được. Binh bộ Thị Lan Viên Giang tham kiến hầu gia. Miễn đi. Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Khởi bẩm hầu gia, 10 vạn mũi tên đó đã rời khỏi bộ binh, bây giờ giấu ở trong kho bỏ hoang ở ngoại thành. Tiếp theo xử lý chỗ tên thế nào, mời hầu gia chỉ thị. Được, ta biết rồi. Chuyện còn lại ngươi không cần bận tâm nữa. Ngươi lui xuống đi. Dân Tô tiên sinh, phía bên ngươi thế nào rồi? Hầu gia, ta đã viết thư cho Liễu Nhứ, bảo nó ngày đêm đi gấp về kinh thành. Nó chỉ cần tới kinh thành, lô hàng này sẽ có thể vận chuyển đi rồi. Thần bái kiến hoàng thượng, thái hậu. Hoàng thượng, không biết Triệu Di thần tới là việc gì à? Xem việc tốt ngươi làm đi. Ban đầu ngươi tiến cử Diên Giang, nói hắn trị quân nghiêm khắc, thông thạo binh pháp, nhất định có thể dẹp giặc Oa. Mẫu hậu nghe theo lời của ngươi, để cho hắn làm binh bộ Thị Lan. Nhưng mà kết quả thì sao? Quân đội liên tục bại trận, thương vong nặng nề, mấy chục làng quê thị trấn dọc biển vùng Giang Nam mất hết rồi rẫm. Hoàng thượng, trên tấu chương này quả thực là ăn nói lung tung. Rõ ràng là có kẻ giết mấy tấu chương này, thấy Diên gia kháng qua có công, trong lòng đố kỵ mà bóp méo sự thật, hãm hại từ trong. Ngươi còn dám ngụy biện? Thần không dám. Theo như thần biết, Diên Giang ở tiền tuyến xung phong đi đầu kháng Oa có công, khiến đám giặc Oa này chạy tán loạn tới vùng ven biển, đã không đủ thành hiểm họa. Đây chính là công lao của Diên Giang kháng giặc Oa. Ngươi điên đảo trắng đen. Hoàng thượng, theo như di thần biết, kẻ dân tấu này hãm hại trung lương, theo luật phải trảm. Ngươi nói cái gì? Lời uy xương hậu rất đúng. Mẫu hậu, tướng sĩ nơi tiền tuyến chiến đấu kiên cường, kẻ này không chỉ không dốc sức ủng hộ, ngược lại còn mượn cơ hội hãm hại, làm loạn lòng quân. Tội này đáng chết. Hoàng thượng có biết là ai viết bức tấu chính này hay không? Sao ai gia cảm thấy kẻ này sống đủ rồi đấy? Đây là tấu chương đặc danh, trẫm cũng không biết là ai hết. Hoàng thượng, người thật sự không biết hay là không muốn nói ra vậy?
Trẫm không biết. Thật ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần đối chiếu bút tích trên tấu chương này là được. Hoàng thượng, hay là người giao việc này cho vi thần. Vi thần bảo đảm với hoàng thượng, không tới 3 ngày thần nhất định sẽ lôi tên khốn nạn này ra. Không cần nữa. Cháu không muốn vì việc này mà khiến các đại thần hoang mang lo sợ. Hoàng thượng, tấu chương này chắc không phải là hoàng thượng tự mình hư cấu đó chứ? Người nói lung tung gì vậy? Chắc hẳn hoàng thượng trong lòng bất mãn với việc hoàng hậu đề bạc Viên Giang làm binh bộ thị lang, muốn tự mình quyết định lựa chọn ai, cho nên mới đùa chuyện này với thần. Thần nói như vậy có đúng hay không? Hoàng thượng, lẽ nào là chê Ai Gia quản chuyện của người nhiều quá, cho nên mong Ai Gia buông tay để một mình hoàng thượng tự xử lý triều chính, đúng hay không? Không phải đâu mẫu hậu, hoàng di không có quyết chuyện này. Hoàng thượng bây giờ thật sự càng ngày càng hoang đường rồi. Lần trước không nói gì đã trốn ra ngoài, khiến cho khắp người thương tích quay về. Không nói hoàng thượng thì cũng thôi, lại còn giở trò này nữa. Ai Gia thấy là bị tên Kỳ Công Công này làm hư rồi. Người đâu? Có. Lôi Kỳ Công Công ra ngoài trảm. Dân. Thái hậu tha mạng. Thái hậu tha mạng. Dừng tay. Nhi thần biết sai, không liên quan gì tới ông ấy. Thả ông ấy ra đi. Thái hậu xin bớt giận. Theo ý kiến của nhi thần, nếu hoàng thượng đã nhận sai rồi, vì thế diện của hoàng gia, chuyện này không nên làm lớn. Thần thấy hay là cứ để cho Kỳ Công Công thúc giục hoàng thượng học tập, đọc thêm sách học đạo làm quân vương, để tránh sau này làm ra những chuyện hoang đường tương tự. Được, cứ theo lời của người nói đi. Thế Ai Gia sẽ tạm để lại cái đầu chó của người. Đa tạ ơn Thái hậu không giết. Đa tạ ơn Thái hậu không giết. Từ hôm nay trở đi, hoàng thượng ở trong cung chỉ có thể đi ngủ, dùng bữa. Trong thư phòng chỉ có thể chăm chỉ đọc sách lên lớp, không được hỏi chuyện triều chính nữa. Còn về chuyện trên triều thì giao cho Ai Gia và Quy Xương Hầu giúp hoàng thượng xử lý. Con, tên lão hồ ly Quy Xương Hầu này, trẫm thề phải chém ngươi. Hoàng thượng bất giận, bảo trọng long thể, đừng có tức giận mà hại thân thể. Ngươi nghe Thái hậu nói chưa? Sau này không cho trẫm hỏi chuyện triều chính. Chuyện trong triều do người và Quy Xương Hầu xử lý. Rốt cuộc trẫm là hoàng thượng hay là Quy Xương Hầu là hoàng thượng? Lùi xuống cả đi. Dân. Hoàng thượng nói nhỏ tiếng thôi, lời này không được truyền ra ngoài đâu. Còn cần phải truyền sao? Hoàng thượng không lên triều, không chấp chính, cả ngày nhốt trong thư phòng đọc sách, kẻ mù cũng nhìn ra được. Hoàng thượng à, bây giờ còn phải chưa lúc công khai đấu với Quy Xương Hầu đâu. Vì Giang Sơn sản tắc, chúng ta phải nhịn. Nhịn, muốn trẫm nhịn tới lúc nào? Chờ hắn mặc long bào, ngồi vào long ỷ, rồi trẫm đứng ra đấu với hắn sao? Hoàng thượng, bây giờ vẫn chưa được để Quy Xương Hầu nhìn ra tâm tư của ngài, không thì hắn sẽ... Chỉ hận mẫu hậu cũng hướng về Uy Xương Hầu. Quả nhiên phụ hoàng nói không sai, mẫu hậu có giả tâm. Mẫu hậu căn bản là không định cho trẫm chấp chính, trẫm chỉ là bù nhìn mà thôi. Hoàng thượng không được nói nữa, tai vách mạch rừng. Làm sao đây? Ăn xong chưa? Xong rồi. Ngươi là ai hả? Cô là ai? Ta hỏi ngươi đó, ngươi là ai? Vì sao lại lén lút chạy tới nhà của ta? Đây là nhà của cô hả? Ta đi dạo thôi mà. Đứng lại đó. Lén lén lút lút, định làm cái gì? Cô nói cho ta biết phòng của nhị thiếu phu nhân ở đâu đi. Ngươi tìm cô ấy làm gì? Cô bỏ ra, bỏ ra đi. Ta nói cho cô biết. Bỏ ra coi. Bỏ ra. Vị thiếu phu nhân chẳng phải sinh một thằng con trai hay sao? Mập mạp đáng yêu lắm, đúng hay không? Con trai của ta. Cái gì? Gia Bảo ngoan, sau này con lớn lên nhất định phải là một đứa con ngoan hiếu thảo. Nghe lời của mẹ. Con nhớ chưa? Được rồi, đừng khóc nữa. Con biết không? Con mỗi ngày một lớn, mẹ vui hơn hết thảy. Con à, sau này mẹ chỉ trông chờ vào con thôi. Con nhất định không được làm mẹ thất vọng đâu đó.
Cô nhìn thấy chưa? Đây là con trai của ta. Con ơi, cha. Ngươi nhỏ tiếng thôi, ngậm miệng cho ta. Và bảo rõ ràng là con của Tố Lan, sao lại là con của ngươi được? Cô nhìn thằng bé mập mạp, nó rõ ràng rất giống ta mà. Ngươi, vị thiếu phu nhân nhà ngươi gầy như gà con, sao mà sinh được giống tốt như vậy? Cô tự nghĩ đi. Ngày đó ở y quán, vợ của ta giận ta không đưa cô ấy tiền. Sinh con xong, cô ấy cảm thấy nhà ta không nuôi nổi. Vị thiếu phu nhân nhà cô đúng lúc đứa bé mới sinh chết mất rồi. Cô ấy đặt con trai của ta bên cạnh vị thiếu phu nhân. Sau khi về, vợ của ta nghĩ không thông, càng nghĩ càng tức, bây giờ cứ bắt ta bế con về. Đúng, hắn nói không sai. Từ sau khi Tố Lan có thai, khẩu vị luôn không tốt. Rồi thêm vào Bách Kỳ được vài bữa lại gây rắc rối cho mụi ấy. Hai mụi ấy mấy lần suýt sảy. Mụi ấy cả ngày lo lắng không yên, cơ thể còn kém hơn trước khi có thai. Nhưng mà gia bảo lại vô cùng cứng cáp, không giống Tố Lan tí nào. Lẽ nào lời của hắn nói là thật sao? Gia bảo thực sự là con trai của Lý Tam. Ta vừa nhìn là biết cô tin rồi. Ta đi bế con trai của ta đi. Chờ một chút. Bộ ngươi tưởng rằng ta sẽ dễ dàng tin ngươi như vậy hay sao? Đi đi, chúng ta đi tìm đại phu đối chất. Đi, kệ cô. Ta đi tìm con trai của ta. Con trai, đứng lại. Bây giờ ta, hôm nay lại có thể liên tục trúng hai lần. Ai bảo ngươi nói linh tinh làm gì? Ai là con trai của ngươi hả? Cho ngươi nói lung tung này. Đại đại, kẻ này là ai vậy? Sao mà hắn hơi giống ta đó? Hắn á hả? Hắn là một người bà con xa của ta. Hôm nay tới tìm ta có chút chuyện. Tố Lan đang tìm ngươi kìa. Ngươi mau vào trong đi. Cuối cùng cũng nhìn thấy người trông giống ta rồi. Biết ta lợi hại rồi chứ. Đi, hai chúng ta đi đối chất. Đi thì đi, ai sợ ai. Chờ một chút. Người gác công căn bản là không biết ngươi. Ngươi vào kiểu gì chứ? Tường thấp như thế này, nó ngăn được ta sao? Ta trèo vào một cái là vào trong rồi. Nó không ngăn được tiểu nhân đâu. Ngươi cũng dùng chiêu này sao? Ta mỗi lần đều như vậy. Hiệu quả lắm luôn đó. Đúng rồi đúng bà, người vô liêm sỉ. Ngươi chưa được người ta đồng ý, tự tiện vào nhà của người ta. Cái loại hành vi này có gì khác với kẻ trộm đâu. Có tin là lần sau ngươi mà còn làm như vậy, ngươi xem ta xử lý ngươi thế nào đi. Xem ta xử lý ngươi thế nào. Xem ta xử ngươi ra sao. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi đi, đi thôi. Hôm đó đúng thực là lão phu đỡ đẻ cho nhị thiếu phu nhân. Có điều trước khi nhị thiếu phu nhân tới y quán đã động thai khí, mất lượng máu lớn. Lão phu mặc dù đã bận rộn rất lâu, nhưng mà vẫn không thể giữ được đứa bé. Ý của ông muốn nói là con của Tố Lan chết rồi hay sao? Nhưng mà đứa bé ở nhà là sao đây chứ? Là cái gì mà là? Là cái gì thì ông nói với cô ta đi. Ông còn ấp a ấp úng cái gì nữa? Nói mau đi. Nói đi. Đứa bé mà vị thiếu phu nhân bế đi là con của nương tử nhà hắn. Sao mà có thể như vậy được? Nương tử nhà hắn vì sao lại đưa con của mình cho người khác nuôi? Thì nghe nói là hai người họ vì tiền nên cãi nhau một trận. Nương tử nhà hắn nghĩ để cho đứa bé theo hai người họ chịu khổ thì chi bằng đưa đứa bé cho vị thiếu phu nhân, sau này mang vàng đeo bạc hưởng thụ phú quý, cho nên mới nhờ lão phu đổi đứa bé. Ta đã nói với cô mà, nhà chúng ta nghèo, ta nuôi không có nổi con, đúng hay không? Đưa cho nhà các cô đứa con trai thật sự là con của ta, đúng không? Đó là con của ta, đúng hay không? Là con của hắn đó. Vừa nãy cô đã nghe thấy đại phu nói thế nào rồi? Đứa bé là con của ta. Bây giờ cô không có lý do ngăn cản ta đòi con trai ruột của mình về rồi chứ. Ta đi thẩm gia đây. Chờ một chút. Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Có quỷ mới tin ngươi muốn đứa con. Chỗ tiền này đủ lấp cái miệng thối nhà ngươi chưa? Cô đưa cho ta chút bạc này là ý gì đây? Ngươi đã biết con trai của ngươi ở thẩm gia ăn no mặc ấm. Nếu ngươi thực sự muốn tốt cho nó thì ngươi đừng có bế nó về. Cầm chỗ tiền này, sau này đừng có đi quấy rầy thẩm gia nữa.
có một chút xíu như thế này. Cô nương à, cô cũng thật sự hào phóng sảng khoái đó nha. Có chút bạc này là muốn ta bán con trai ruột của mình hay sao? Là một người sống sờ sờ đó. Ta không có bán đâu. Ngươi vô sĩ quá. Ta vô sĩ đó thật sự. Thanh ca có thể ăn được hay không? Ngươi, hay là thế này, cô đưa ta 1.000 lạng bạc bán cho cô đó. 1.000 lượng hả? Ngươi lừa ai đó hả? Cô không muốn đưa cũng không sao, ta đi thẩm gia đi. Ngươi, ta thật sự là chưa từng thấy cái loại người như ngươi bán con mà có lý lẽ nữa. Có người cha nào như ngươi không? Ta thấy đứa bé đúng là đen đủi. Còn động thủ nữa hay sao? Cô có tin bây giờ ta đi thẩm gia náo loạn cá chết lưới rách không? Ai sợ ai chứ? 1.000 lượng không có, 200 lượng, 800 lượng, 300 lượng, 300 lượng còn không đủ cho một tối ta thua nữa. 750 lượng, quá ra ngươi là con bạc hay sao? Có đưa nhiêu cũng bị ngươi thua hết. 400 lượng, lấy thì lấy, một giá thôi 500 lượng. Nếu cô không muốn mua, thế ta không bán nữa. Đi đây, 500 lượng thì 500 lượng. Đưa đây, ngươi cho là ta mở tiền trang hay sao? 500 lượng cũng phải là 5 đồng tiền đâu. Sao mà nói có là có được? Quậy nửa ngày cô lấy ta ra để đùa hay sao? Ngươi gấp cái gì chứ? Ta cũng chẳng phải là không đưa cho ngươi. 5 ngày sau ngươi tới quán sủi cảo Lưu Gia ngoài thành tìm ta. Được rồi, nói chắc như vậy nha. Đúng rồi, sủi cảo ta mời. Đi đây, sủi cảo là ngon nhất. Sủi cảo vô lại. Bách Kỳ, ta biết để rất tín nhiệm con người của tôi tính nghĩa, nhưng mà ta luôn cảm thấy con người này rất nhiều lời không thể tin được hoàn toàn. Để nhất định phải lưu tâm đấy. Ta nói này, quên hết lần này tới lần khác nói lời này với ta, rốt cuộc lấy gì đây? Ta nói lại cho huynh biết một lần, ông chủ tôi bây giờ là người ta tin tưởng nhất. Đối với thẩm gia chúng ta chỉ có công không có lỗi. Huynh bớt chia rẽ quan hệ với ta dạo mấy. Ta không phải là ý này. Thế sao? Thế ý của huynh chắc là thời gian trước huynh bảo cha giao sản nghiệp của Dạng Bảo Trai để ta kinh doanh. Bây giờ huynh nghĩ lại rồi lại hối hận muốn thu lại quyền kinh doanh này. Rồi thì huynh cố ý chia rẽ ta và ông chủ tôi. Ta thật sự không phải là ý này đâu. Bách Kỳ, tôi tính nghĩa lai lịch bất minh, để nhất định phải lưu tâm hơn, phòng sau này bị lừa đó. Thế sao? Bách Kỳ, ta và đệ là huynh đệ ruột thịt, sao ta có thể lừa đệ được? Hơn nữa làm ăn nhất định phải lưu tâm, vì sao đệ lại không tin ta chứ? Tóm lại, ta không tin ông chủ tôi sẽ hại ta. Còn nữa, sau này huynh bớt ở trước mặt của ta nói xấu ông ấy, ta không thích nghe đâu. Bách Kỳ, Thẩm Bách Kỳ, người trong mắt không có trưởng bối, không biết chừng mực. Thẩm Bách Nam có ý tốt thôi mới nhắc nhở ngươi, nhưng mà ngươi lại nghi ngờ tấm lòng chân thành của chàng. Cái chút tâm tư đó của ngươi ai mà không biết? Ngươi chẳng phải là sợ mất đi cơ hội quản lý Dạng Bảo Trai sao? Cái đồ tham lam nhà ngươi rõ ràng là Thẩm Bách Nam nhường cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại không hề biết cảm tạ gì hết, ngược lại ngày ngày cảm thấy chàng đang giành giật với ngươi. Ta nói đầy đường đầu đầu, sao mà cô thích quản chuyện nhà chúng ta thế? Cô không nói thì chết hay sao? Làm sao, bị ta nói trúng rồi đúng hay không? Bị ta nói đúng rồi cho nên ngươi thẹn quá quá giận hả? Thẩm Bách Kỳ, lúc Thẩm Bách Nam ngốc nghếch, ngươi đã thường xuyên bắt nạt chàng. Bây giờ chàng khỏe rồi, trở nên thông minh rồi, ngươi không còn lợi dụng được gì chàng nữa. Ngươi cũng chưa bao giờ coi chàng là ca ca. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thức thời một chút, làm việc tới nơi tới chốn đi. Nếu không thì chưa biết chừng ngày nào đó bị Thẩm lão gia tóm được chỗ đau của ngươi, hại ngươi mất đi cơ hội quản lý Dạng Bảo Trai. Cô câm miệng. Câm miệng đi. Đến lúc đó thì ngươi thảm rồi, câm miệng lại. Thẩm Bách Kỳ, đồ xấu xa hẹp hòi nhà ngươi, trong mắt không có trưởng bối, cũng không yêu thương thê tử. Ta không tin là loại người như ngươi tương lai thì sẽ có kết cục tốt đẹp đâu. Chưa biết chừng chờ đến ngày nào đó một đạo thiên lôi đánh chết ngươi luôn. Cô, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất. Ta không tranh luận với đồ thiếu hiểu biết như cô. Bách Kỳ, Bách Nam, lần sau nếu chàng còn gặp phải người như hắn, như chó điên mắng chàng loạn lên, thì chàng đừng có khách khí với hắn. Chàng mà đối xử khách khí với hắn thì hắn sẽ khiến cho chàng càng tức giận hơn. Đừng đậu đậu, đệ đệ của ta tự ta quản giáo, không cần cô phải bận tâm. Ta cũng là vì tốt cho chàng thôi mà. Không cần, chuyện của Thẩm gia chúng ta không cần một người ngoài tới quản. Bách, cô nương xin hãy tự trọng. Ta là người đã có vị hôn thê, đừng có tới quấy rầy ta nữa. Đừng đậu đậu, người đúng là tự làm tự chịu mà. Giúp người ta ra mặt, ngược lại còn bị người ta trách mắng. Vừa nãy chẳng phải tao có việc muốn nói với Bách Nam sao? Thẩm Bách Nam chết tiệt. Thẩm Bách Nam không biết là chạy đi đâu rồi. Tiểu Gia Bảo, cười một cái nào.
Cười đi, cười một cái nha. Con nói xem rốt cuộc con giống ai vậy? Có điều con còn chưa lớn, cũng không nhìn ra được con giống ai hết. Quách mama nói rồi, cha bảo giống y xì đúc Bách Kỳ hồi nhỏ luôn đó. Con giống Bách Kỳ, con trai giống cha là chuyện hiển nhiên. Đúng rồi Tố Lan, muội còn nhớ lúc muội sinh Gia Bảo tình hình như thế nào hay không? Lúc đó ta đau vô cùng, cho nên cũng không nhớ được gì mấy. Mà có điều lúc ta sinh Gia Bảo, bên cạnh của ta cũng còn có một sản phụ đang sinh em bé. Mà sao vậy? Có chuyện gì vậy? Không sao, không cẩn thận trượt tay thôi mà. Gia Bảo ngoan, con nhìn này. Nhìn này con, Gia Bảo chắc thật sự là con của Lý Tam rồi. Không được, ta tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật này. Phải bịt chặt miệng của Lý Tam mới được. Gia Bảo, chỗ bạc này chắc là đủ rồi nhỉ? May mà trước đây mình có cố gắng dành dụm tiền, nếu không thì lần này thảm rồi. Đụng chết ta rồi. Đậu đậu, sao nàng lại quay về đây? Cha ta với mẹ của ta đâu rồi? Hai người họ không có ở nhà hay sao? Đường phu tử và đại nương, họ đi huyện bên thăm bạn rồi, phải vài ngày nữa mới về. Quỳnh nói sớm mà, hại chết ta rồi. Hại ta lén la lén lút như trộm. Đậu đậu, lần này nàng quay về thì đừng đi nữa nha. Cái gì vậy? Nội thương của nàng còn chưa khỏi hẳn, cứ để thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện đó. Nàng cùng với ta về y quán trị thương đi. Ta không có đi. Quỳnh nhìn ta bây giờ đi, chẳng phải ổn hay sao? Ta còn có việc, ta đi trước đi. Đậu đậu, sao nàng không nghe lời của ta vậy? Sức khỏe của nàng ta vẫn luôn rất lo lắng. Dạng Toàn à, Quỳnh là lo lắng cho ta đúng hay không? Đương nhiên rồi. Vậy Quỳnh có thể cho ta vay một chút tiền hay không hả? Lại muốn vay tiền nữa hả? Thế nàng muốn vay bao nhiêu? 5 lượng. 50 lượng. Đậu đậu à, nàng không sao chứ? 500 lượng. Chính là 500 lượng đó. Ta không phải nàng gây quả ở Thẩm gia, họ bắt nàng đền tiền chứ. Sao ta có thể làm ra loại chuyện này được? Ta là người như vậy sao? Phải rồi. Rốt cuộc Quỳnh có cho vay hay không? Không phải ta không cho vay. Lần trước ta trộm tiền của nhị thúc ta cho nàng, từ sau đó nhị thúc không cho ta chạm vào tiền nữa. Bỏ đi bỏ đi, vẫn là ta tự nghĩ cách cho rồi. Coi như là ta không nói với Quỳnh vậy. Kiếm tiền khó quá đi. Ta phải nghĩ một cách vừa tiện vừa có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà có cách gì đây chứ? Cửa của Thẩm Bách Nam sao lại không đóng vậy hả? Thẩm Bách Nam vẫn là bộ dạng ngốc nghếch trước kia của chàng thì đáng yêu chu đáo hơn.
Trên cái chăn này còn có mùi của chàng nữa. Đừng đậu đậu. Sao cô lại vào đây? Ta... Đại đại. Dạ, tới đây. Sao vậy? Dạ, dạ, dạ. Giúp ta đuổi cô ta ra. Dạ. Mau lên. Ra thì ra. Giúp luôn cái chàng đó cho ta. Đổi cái mới. Thẩm Bích Nam, chàng có ý gì hả? Chàng ghét bỏ ta như vậy sao? Ta chỉ chạm một chút thôi, trên người ta không có ruồi, không có bọ, cũng chẳng có thứ gì bẩn thỉu. Chàng thực sự quá đáng lắm. Nếu như chàng không cần thì tặng nó cho ta là được rồi. Dù sao thì ta cũng thiếu chăn. Hoàng thượng, lão đạt vừa nãy nhận được tin 10 vạn mũi tên binh bộ mới rèn lại không cánh mà bay ở trong kho. Cái gì? 10 vạn mũi tên mất tích rồi hay sao? Đúng vậy. Điều khiến cho lão nạp khó hiểu là 10 vạn mũi tên này là bị ai lấy đi? Ngoài trừ binh bộ Thị Lan Diên Giang ra, còn có ai nữa? Diên Thị Lan? Không sai, chắc chắn là hắn ta. Điều động quân du bắt buộc phải có hổ phù của binh bộ Thị Lan Diên Giang và Quy Xương Hầu. Mà Diên Giang lại là tay sai của Quy Xương Hầu. Trẫm bây giờ đi bẩm báo cho mẫu hậu biết, bắt hết hai bọn chúng lại, tra hỏi nghiêm khắc, làm rõ chuyện này mới được. Hoàng thượng khoan đã, bây giờ thám tử còn chưa thăm dò rõ Quy Xương Hầu lấy 10 vạn mũi tên này rốt cuộc là có mục đích gì. Theo luật lệ Đại Minh, tên là vật cấm, dân gian không được rèn, bách tính không được cất giấu. Nhưng mà 10 vạn mũi tên này rốt cuộc giấu ở đâu? Lão nạp cho rằng chi bằng phái thêm người trong chừng nhất cử nhất động của Quy Xương Hầu, đừng có đánh rắn động cỏ như vậy. Chờ, rốt cuộc muốn chẳng chờ tới khi nào đi? Chờ hắn dẫn người tấn công rồi hoàn thành quy hiếp giang sơn đại minh của ta. Hoàng thượng đừng nóng vội, nếu như không có công gian xuất thành, những mũi tên này không vận chuyển ra khỏi thành được đâu. Nếu như không vận chuyển được khỏi quảng thành, Quy Xương Hầu có điều kiện gì để khởi binh tạo phản đây? Được, ta nghe theo ông. Tạm thời án binh bất động vậy. Một khi trẫm điều tra rõ, cho dù hắn là cửu cửu ruột của trẫm, trẫm cũng quyết không tha cho Quy Xương Hầu đâu. Quy Xương Hầu, ai gia gần đây nhận được mười mấy tờ tấu chương, đều là tố cáo quan binh vô năng, một vùng gian biển Giang Nam tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng mà mấy quan viên này đều là do ngươi phái đi, xin hỏi ngươi giải thích thế nào đây? Thái hậu, đây đều là quan viên địa phương, họ khai mang tổn thất, mục đích của họ chẳng qua là muốn lừa gạt ngân lượng của triều đình thôi. Theo thần biết, vùng gian biển Giang Nam căn bản là không có nhân dân bị quấy nhiễu, ngược lại là giặc qua bại trận tháo chạy. Đây là quân tình mới nhất thần vừa mới nhận được. Tổng binh Lưỡng Giang nói rằng vừa mới đánh một trận thắng lớn, mời Thái hậu xem qua. Được rồi, Ai Gia sẽ điều tra rõ ràng. Nếu có nửa câu giả dối, quyết không tha cho. Dân à, hai vị thông thả dùng. Sắp đi về phía nam rồi, đồ đạc đã mua xong chưa? Mua xong rồi, đồ đạc của ta cũng không nhiều, cũng chỉ vài thứ thôi. Nếu như không đủ, về phía nam rồi mua là được. Thế thì được, cần gì cứ nói với ta. Chàng không cần càng tốt, ta có thể đổi chút ngân lượng. Cái chăn bông đó không phải là chăn trong phòng của chàng sao? Màu sắc hoa văn nhìn rất quen. Quả nhiên là chăn bông thượng hạng Giang Nam, còn đổi được không ít bạc nữa. Kẹo hồ lô. Đây,
Cầm lấy, cô nương đi thông thả. Công tử, ta lấy bộ xiên. Được, đây. Đa tạ công tử. Kẹo hồ lô, chàng thích ăn kẹo hồ lô hả? Không, cho nàng đấy, ta trước giờ không ăn cái này. Kỳ lạ, ta nhớ là ai đó thích kẹo hồ lô lắm. Sao mà không nhớ ra được? Chàng đang nói gì thế? Không sao. Đèn hoa sen đây, đèn hoa sen đây. Chàng nhìn kìa, đẹp quá. Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt. Ta muốn một xiên. Đây cô chọn đi. Cái này đi. Được. Đa tạ cô nương, cô đi thông thả nha. Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đây.